em sẽ lên một cái lô máy cưa xích hàng bán Nhật ha. Lô này toàn hàng VIP thôi, giá chỉ hơn 1 triệu hoặc là vài triệu tùy theo cây ha, tùy theo hãng. Rồi em sẽ lên chi tiết từng cây cho mấy anh xem. Con này là thương hiệu của Echo ha, hệ đời cao. Con này nó full hết chức năng, nồng 39 ly, máy 5kg ha. Em này là Havana, chính hãng của Thụy Điển nha, mã số 445 cho mấy anh khai thác tầm trung. Đó, con này chính hãng thì nó sẽ khác hàng liên danh, đó là có xe áp nha. Đó, hàng liên danh Việt Nam thì nó không có xe áp, con này là có xe áp nè, có trợ lực đầy đủ luôn, nồng 42 ly, đời 2013. Con này là cơ Mitsu G3004 ha, nồng 38 ly, đẹp 90%, máy full hết chức năng. Con này là Echo GC33, nồng lên tới 39 ly lần, tay ngắn và phân khúc dòng tay cục rất là khỏe, có xe áp đầy đủ nha. Con này là Makita 333, con này 4,5 kg, có trợ lực. Con này là Echo 281, máy nồng đứng nha, chỉ có 3,5 kg thôi. Con này là Shinawa, hàng của Nhật nè, K35, nồng 40 ly, giá bao rẻ. Con này là Echo 401 ha, nồng 40 ly, lốc nhôm hợp kim. Con này là Echo 3601, nồng 39 ly. Con này là Ryobi 290, công suất là 29cc, máy 4kg, giá chỉ hơn 1 triệu. Rồi, em đang ở Tân Châu, An Giang. Anh nào có nhu cầu sử dụng thì cứ gọi số điện thoại trực tiếp trên màn hình giùm em. Bên em ship hàng toàn quốc luôn ha. Rồi, em cảm ơn.